Việc giặt giũ hàng ngày của chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian nếu mà gia đình chúng ta trang bị một chiếc máy sấy như thế này nha mọi người. Nếu mà chúng ta phơi ngoài nắng này hay là phơi ngoài gió tự nhiên á thì quần áo chúng ta sẽ hơi lâu khô một chút đúng không? Nhưng mà với những chiếc máy sấy như thế này thì chúng ta chỉ cần 40 phút là có thể lấy đồ và mặc luôn sau khi giặt nha. Đây là chiếc máy sấy dạng thông hơi đến từ nhà Electrolux, có khối lượng sấy là 8,5 kg với công suất là 2250W kèm theo nhiệt độ sấy tối đa là 70 độ C nha. Điều khiển thì chúng ta cũng rất là dễ dàng sử dụng luôn nha, với bảng điều khiển song ngữ Anh Việt. Cái nút nguồn sẽ được tích hợp trên cái núm vặn của chúng ta luôn nha mọi người. Để chọn các cái chế độ sấy thì chúng ta sẽ chọn ở đây. Máy thì gồm 12 chế độ sấy nha, để tùy phù hợp với từng cái loại vải này cũng như là từng cái chế độ mà chúng ta dùng. Chúng ta sẽ chọn được mức sấy, thời gian sấy. Và nếu mà chúng ta kích hoạt chế độ chống nhăn thì chúng ta sẽ kích ở đây. Sản phẩm khi mà chúng ta mua về thì có đi kèm như chúng ta này, một cái bộ ống thông hơi như thế này mọi người. Một cái đầu ống này, một cái ống này và một cái bát gắn đằng sau nha. Khi chúng ta mua về chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt gắn cho nó nha. Đây là cái bộ bát. Đây là các cái bát để chúng ta gắn nha mọi người. Bên cạnh đó thì khi một thời gian sấy thì chúng ta sẽ nên vệ sinh luôn cái bộ lọc sơ vải này. Máy có đi kèm cho chúng ta luôn. Chúng ta sẽ gắn ở đây. Bên trong lồng sấy thì được thiết kế bằng thép không rỉ nha, hạn chế các mảng bám này cũng như là rỉ sét trong cái quá trình chúng ta sử dụng lâu dài, tăng cái độ bền cho sản phẩm nha mọi người. Ở phần công nghệ sấy thì mình thấy có hai cái công nghệ nổi bật nhất của chiếc máy sấy này, đó là công nghệ sấy Hygienic Care, giúp loại bỏ các tác nhân gây dị ứng này như phấn hoa, lông chó, mèo để bảo vệ các làn da nhạy cảm gia đình của mình, đặc biệt là các làn da của trẻ nhỏ nha mọi người. Và khi máy hoạt động thì có công nghệ sấy đảo chiều Riverside Timeline chống sắn rối quần áo này cũng như là giảm cái độ nhăn lên đến 32% nhờ các lồng sấy chuyển động và đảo chiều liên tục nha mọi người. Việc trang bị một chiếc máy sấy như thế này cho gia đình cũng là một điều rất cần thiết ở cái thời điểm hiện nay nha mọi người. Nếu mà mọi người còn thắc mắc thêm gì về cái sản phẩm này thì hãy liên hệ ngay cho gia hàng chúng mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.